Với các em đây là chiếc Santa Fe đời mới đây các bác. Phải nói là xe đời mới, càng ra mới thì anh em nội thất càng chết đói. Tổng thể xe thì bây giờ gần như là anh em phải vào trong xem. Bậc là có sẵn đeo nhà máy rồi này. Dán được mỗi phim. PPF thì khu vực này không có gì để dán này, dán mỗi PPF có cái màn hình thôi. Lắp ra cái cam hành trình. Cam 360 thì xe có luôn rồi. Trải sàn da, trải thảm. Hết vị anh ạ. À, có thêm nữa làm được cái bộ đèn. Gần như là xe chả có gì để làm. Đây nè. Lồng ve này, lồng ve nỉ này. Anh em hoa cứng lồng ve nỉ này đi. Lắp áp suất lốp. Hết rồi. Xe chả có gì làm nữa. Anh em nào mà mua Santa Fe thì quá là nhàn rồi. Làm quá ít rồi. Không có đồ gì để độ anh ạ. Ghế điện luôn này. Phải nói là xe này ấy, anh em mà đi thì đúng là chỉ có những cái khu vực để đồ là nhiều thôi. Treo móc treo túi đằng sau này. Ở đây có chỗ ba chỗ để cốc này. Bản này có 6 chỗ thôi. Lúc này có thể ấy này. Ghế này gập được. Nhưng mà không gập phẳng đâu em ạ. Nó chỉ nghiêng. Sáu chỗ cốp đằng sau à. Khoang để khoang để đồ này hơi nhỏ em nhỉ. Nếu mà bật hàng ghế này, khoang này hơi nhỏ. Có một xíu chỗ này. Không có lốp dự phòng trong này. Lốp dự phòng này để dưới à. Một xe này thì anh em nội thất không có việc gì làm rồi. Cốp thì ti điện rồi, cốp điện hết rồi. Làm được mỗi bộ đèn đằng trước cho nó sáng hơn thôi. Dán phim. Mấy thứ đơn giản quá anh ạ. Anh em nào đã chuẩn bị tiền để rước em này về chưa anh em? Anh em nào mà có Santa Fe rồi nhá, mà cần làm đồ gì thì qua Gala Thái Nguyên anh em nhá.